Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với top 3 đề thi về bài thơ Tự Tình Hai của Hồ Xuân Hương thường được ra trong các kỳ thi. Sau đây là đề bài 1. Cảm nhận bài thơ Tự Tình bài số 2 của Hồ Xuân Hương. Tự Tình Hai là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hồ Xuân Hương. Đây là bài thơ tự bày tỏ lòng mình. Như chúng ta cũng biết, Hồ Xuân Hương sống vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Bà xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, cha làm nghề dạy học. Thế nhưng Hồ Xuân Hương không chịu gò bó vào cái xã hội eo hẹp tù túng, mà bà là một người phóng khoáng, đa tài, đa tình, giao thiệp với những nhà văn tài tử đi rất nhiều nơi. Nhưng éo le thay, người xưa thường có câu hồng nhan bạc phận. Bà cũng phải chịu kiếp số lận đận, éo le, đẩy ngang trái trong con đường tình duyên. Các tác phẩm của bà chủ yếu được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Người ta thường gọi bà là bà chúa thơ Nôm, Hồ Xuân Hương, hiện tượng độc đáo trong lịch sử văn học Việt Nam. Bài thơ Tự Tình Hai được viết dưới dạng đường luật thất ngôn bát cú. Với lối viết sắc sảo và cũng chính là lời tự bày tỏ lòng mình, nên chủ đề bài thơ được hiện lên là một nghịch đối. Duyên phận muộn màng lỡ dở trong khi thời gian cứ lạnh lùng trôi qua. Điều này dẫn đến tâm trạng vừa buồn vừa phẫn uất, nhưng cuối cùng vẫn đọng lại trong tâm trí của bà. Trước hết, tác giả mở đầu với hai câu đề: đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non. Khung cảnh được hiện lên là một đêm khuya khi con người chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng cũng chính là lúc người ta đối diện với chính mình. Và đây cũng là lúc Hồ Xuân Hương nhận ra được cảnh đáng thương của mình. Sự cô đơn lẻ bóng một mình gắn liền với thời gian tạo cho người ta một cảm giác thật đáng thương cho thân phận người phụ nữ. Tác giả đã rất tinh tế khi sử dụng nghệ thuật lấy động nói tĩnh. Âm thanh vang vẳng của tiếng trống cầm canh đã nói lên một không gian tĩnh lặng vắng vẻ. Chính cái khoảnh khắc ấy tự soi vào mình, tác giả thấy trơ, mà đặc biệt nó còn được đặt ở đầu câu, càng thêm nhấn mạnh nỗi đau, bất hạnh về đường tình duyên, số kiếp hồng nhan bạc phận của chính tác giả. Chờ ở đây có thể được hiểu là tủi hổ bẽ bàng. Tiếp theo nó là cái hồng nhan, ý nói đến dung nhan của người phụ nữ thường được dùng trong xã hội xưa. Nhưng điều đáng chú ý ở đây, một nhân phẩm, vẻ đẹp của người phụ nữ lại gọi là cái, gợi cho người đọc thấy được sự rẻ rúng mỉa mai. Cái hồng nhan chơ với nước non không chỉ là sự cay đắng tủi hổ, mà còn là nỗi xót xa thấm thía, càng ngẫm càng thương thân. Nhưng chữ chơ ở đây một phần cũng có thể hiểu được, đó chính là sự gan dạ của Xuân Hương, là sự thách thức. Để nhấn mạnh điều này, tác giả đã dùng nhịp thơ 1-3-3 để nhấn mạnh vào sự bẽ bàng. Nối tiếp hai câu đề, tác giả viết: chén rượu hương đưa say lại tình, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Với hai câu thơ thực trên, hoàn cảnh và tâm trạng của nhà thơ được hiện lên rõ hơn. Khi sầu, người ta thường làm bạn với rượu để có thể quên đi mọi thứ không vui, những nỗi đau. Thế nhưng say lại tình làm nỗi buồn không thể nguôi được. Đây chính là một vòng quay luẩn quẩn, tình duyên đã trở thành một trò đùa, càng say càng tỉnh, càng cảm nhận nỗi đau của thân phận. Câu thơ là ngoại cảnh nhưng cũng là tâm trạng, vì vậy tạo nên sự đồng nhất giữa tâm trạng và cảnh. Trăng sắp tàn bóng xế và vẫn khuyết chưa tròn. Tuổi xuân, cái tuổi đẹp nhất của người con gái đã trôi qua, mà nhân duyên vẫn chưa trọn vẹn, gợi lên một nỗi sầu lẻ bóng. Tiếp tục hướng về ngoại cảnh, lấy thiên nhiên để bày tỏ tâm trạng, nỗi lòng của mình, Hồ Xuân Hương viết: xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Hai câu luận ở trên được tác giả sử dụng nghệ thuật đảo ngữ để nhấn mạnh trạng thái của thiên nhiên, nhưng đó cũng chính là tâm trạng của con người. Rêu và đá là hai hình ảnh được hiện lên là những vật yếu mềm, không chịu chấp nhận sự thấp bé ấy, đã vươn lên bằng mọi cách, vượt qua những cản trở, mặt đất, chân mây để chứng tỏ mình. Các động từ mạnh, xiên, đâm kết hợp với bổ ngữ ngang toạc gợi cho người ta thấy sự ngang ngạnh, phẫn uất. Nó không chỉ thể hiện sự phẫn uất mà còn nói lên một phần của sự phản kháng. Cũng có thể cho người đọc ngầm hiểu Hồ Xuân Hương có sức sống mãnh liệt ngay cả khi đau buồn nhất.
khép lại bài thơ với hai câu kết: ngắn nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Hồ Xuân Hương đã có cách dùng từ rất độc đáo: xuân tức là mùa xuân, tuổi xuân; ngán tức là ngao ngán, chán. Bên cạnh đó, từ lại chỉ sự trở lại một cách nhanh, sợ sự quay trở lại. Theo quy luật của tạo hóa, mùa xuân qua rồi sẽ trở lại, nhưng mỗi mùa xuân qua đi lại mang theo tuổi xuân của con người và mãi không trở lại. Sự trở lại của mùa xuân chính là sự ra đi của tuổi xuân. Tác giả đã quá ngán ngẩm với cuộc đời éo le. Với lối nghệ thuật tăng tiến nhấn mạnh vào những điều bé nhỏ làm cho nghịch cảnh éo le hơn, mảnh tình đã nhỏ bé lại còn phải san sẻ tí con, tạo nên một cảm giác xót thương. Đây cũng chính là nỗi lòng của người phụ nữ trong xã hội xưa: hạnh phúc luôn là chiếc chăn quá hẹp. Như vậy, bài thơ Tự Tình 2 đã hiện lên với những hình ảnh giản dị mà đặc sắc, hình ảnh giàu sức gợi cảm, tinh tế, từ đó nói lên tâm trạng của chủ thể. Bài thơ hiện lên cả bi kịch và khát vọng sống hạnh phúc của Hồ Xuân Hương. Trong những lúc buồn tủi bế tắc, người phụ nữ cố vươn lên nhưng lại vẫn bị rơi vào cái vòng quay luẩn quẩn tù túng của xã hội đương thời. Hết bài là một. Đề bài 2: phân tích hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ Tự Tình bài số 2 của Hồ Xuân Hương. Trong xã hội phong kiến với những lễ giáo khắt khe, người phụ nữ luôn phải chịu nhiều đắng cay thiệt thòi. Họ bị ràng buộc bởi tam tòng tứ đức, bởi công dung ngôn hạnh mà mất đi quyền làm chủ, quyền hạnh phúc. Đó là nguồn cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ luôn có tấm lòng nhân đạo, đồng cảm, xót thương cho con người. Hồ Xuân Hương là nữ thi sĩ có nhiều tác phẩm biết về đề tài người phụ nữ, cũng là để than ngẫm thương xót cho chính thân phận của mình. Chùm thơ Tự Tình gồm 3 bài là sự phản ánh đặc sắc tâm tư tình cảm của nhà thơ. Trong đó, Tự Tình bài số 2 được coi là bài thơ hay nhất, khắc họa hình ảnh người phụ nữ hồng nhan bạc phận, đường tình duyên không trọn vẹn, quá lứa lỡ thì, nhưng luôn khao khát có một hạnh phúc bình dị đời thường. Người phụ nữ xuất hiện trong hoàn cảnh không gian, thời gian là đêm khuya thanh vắng, con người trở nên cô đơn bé nhỏ, lạc lõng cùng với biết bao những đắng cay, tủi hờn cho thân phận bẽ bàng của mình. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non. Người phụ nữ ấy có nhan sắc, hồng nhan, vẻ đẹp bên ngoài cũng là để nói đến cái phẩm hạnh đức hạnh, tấm lòng son ở bên trong, nhưng lại phải chịu số phận bất hạnh dở dang. Từ chơ đứng ở đầu câu càng nhấn mạnh thêm nỗi đau. Nếu xét về phương diện tính cách của Hồ Xuân Hương, có cá tính mạnh mẽ, táo bạo thì đó lại là sự thách thức trơ lì ra của một con người chịu quá nhiều tủi hờn, đau buồn mà trơ ra với nước non. Cái hồng nhan gợi sự rẻ rúng bị coi khinh. Người phụ nữ đầy đủ vẻ đẹp hình thể và tâm hồn, nhưng phải sống một cuộc đời khổ đau, hầm hiu về duyên phận. Hồ Xuân Hương ý thức được số phận của người phụ nữ sống trong chế độ phong kiến thối nát và chịu nhiều ngang trái, nên bà muốn mượn chén rượu, mượn chút hương nồng để quên đi nỗi sầu. Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Thế nhưng rượu không làm bà say, bà quên được, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng đau, càng nghĩ về thực tại của mình. Đêm đã khuya, vầng trăng sắp lặn, đã biết bao thi nhân mượn hình ảnh vầng trăng làm người bạn tri âm tri kỷ. Nhưng trăng ở đây không phải bạn để chia sẻ tâm trạng của nữ sĩ lúc này, mà vầng trăng càng xoáy sâu vào nỗi đau của bà. Trong cái đêm khuya ấy, trong âm thanh của tiếng trống rồn, giữa chén rượu, vầng trăng khuyết càng gợi não nùng hơn. Trăng ở đây là hình ảnh thật, nhưng nó cũng ẩn dụ hình ảnh tuổi xuân của người phụ nữ. Nếu vầng trăng đó là ngày rằm tròn đầy viên mãn thì lại khác. Ở đây, vầng trăng khuyết thể hiện sự thiếu thốn không đầy đủ. Nghệ thuật đối trong hai câu thơ này rất tài tình, đang đối, hô ứng nhau, cũng làm nổi bật lên thân phận của một khách hồng nhan bạc mệnh, có nhan sắc mà phải chịu cảnh giang dở cô đơn. Tôi buồn cho duyên phận của mình, người phụ nữ đã trải qua biết bao đêm dài thao thức mong đợi, ước mơ, nhưng ngày tháng cứ chồng chất thêm hy vọng đợi chờ khát khao, nhưng hạnh phúc vẫn mổ tăm. Biết bao giờ vầng trăng lại tròn, như biết bao tháng ngày mơ ước.
càng cô đơn, càng đợi chờ, càng mong chờ thì càng đau buồn. Bà chúa Thơ Nôm không phải là người phụ nữ cam chịu, chấp nhận số phận, mà bà luôn mang trong mình cá tính táo bạo, kháng cự quyết liệt. Bà đã từng lên tiếng khinh bỉ, coi thường những bậc nam nhi vô dụng trong xã hội xưa mà nói rằng: ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Một con người tự tin, dám khẳng định bản thân mình thì không bao giờ chịu chấp nhận nghịch cảnh, mà thay vào đó là một ý thức phản kháng mạnh mẽ, muốn vượt lên số phận, mong mỏi một hạnh phúc đời thường. Bà nhìn thấy trong những sự vật nhỏ bé tưởng chừng như yếu ớt, nhưng lại mang trong mình một sức sống dồi dào. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Trong đôi mắt của một tâm hồn mạnh mẽ thì những vật vô tri vô giác như rêu đá cũng căng tràn nhựa sống mà xiên ngang đâm toạc được cả những sự vật lớn lao, rộng lớn là mặt đất, là chân mây. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến không phải ai cũng có ý thức và có được thái độ cứng rắn như Hồ Xuân Hương. Càng kháng cự bao nhiêu, càng cho thấy khao khát được hạnh phúc bấy nhiêu. Người phụ nữ cần và đáng được hưởng một mái ấm gia đình, được chồng yêu thương chăm sóc, tay ấm tay gối bên chồng, chứ không phải cô đơn, giường đơn gối chiếc, trong đêm khuya thanh vắng một mình xót xa tủi hờn. Nhưng càng ước vọng bao nhiêu, lại càng thất vọng thương xót cho thân phận mình bấy nhiêu, khi ngắn nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Hồ Xuân Hương chán trường ngán ngẩm khi ngày qua ngày, hết năm này qua năm khác, xuân đi xuân lại lại, nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Bà cũng xót xa cho tuổi xuân của mình qua đi, tuổi đời càng thêm, nhưng tình yêu chưa bao giờ được trọn vẹn, được thương yêu với đúng nghĩa của một người làm vợ. Mảnh tình ấy đã mỏng manh ít ỏi, lại còn phải chia năm xẻ bảy, để rồi chỉ còn tí con. Mặc dù thi sĩ là người có tài năng, giỏi giang, xinh đẹp, đức hạnh, nhưng phải chăng vì lẽ trời xanh quen thói má hồng đánh ghen mà bà cũng không thể vượt qua được nghịch cảnh của số phận. Thường thay cho thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa khiến cho Nguyễn Du, thi hảo nhân đạo chủ nghĩa của nhân loại, cất lên tiếng khóc. Đau đớn thay thân phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Với tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc cùng với các thủ pháp nghệ thuật đặc sắc, bài thơ Tự Tình Hai của Hồ Xuân Hương đã khắc họa được hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến luôn phải chịu nhiều bất hạnh đắng cay, nhưng chưa bao giờ thôi khao khát hạnh phúc gia đình, hôn nhân trọn vẹn, có thể làm chủ được số phận của mình. Bên cạnh đó, càng điểm tô thêm vẻ đẹp và những phẩm chất đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam cần được giữ gìn và tiếp nối. Hết bài làm hai. Đề bài 3. Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự Tình, bài số 2 của Hồ Xuân Hương. Xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 là một xã hội phong kiến đầy bất công đối với những thân phận nhỏ bé, đặc biệt là người phụ nữ. Nỗi tủi nhục đau đớn trước số phận chuyên chuyên trong tình yêu cũng là một chủ đề trong thơ ca trung đại dưới ngòi bút xót thương của những người thi nhân biết đồng cảm. Hồ Xuân Hương là một nữ sĩ tài danh thời ấy, nhưng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu hôn nhân. Tự Tình bài số 2 là một bài thơ đặc sắc thể hiện nỗi đau buồn tủi trước thân phận éo le của mình. Diễn biến tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ đi từ cô đơn, buồn tủi, đau đớn đến uất ức muốn vùng lên đấu tranh, nhưng rồi lại trở lại sự buồn tủi không lối thoát. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật, với mỗi cặp câu đề thực luận kết lại là một diễn biến tâm trạng của nhân vật trữ tình. Mở đầu bài thơ với hai câu thực là tâm trạng cô đơn buồn tủi của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đêm khuya văng vẳng trống canh rộn, chờ cái hồng nhan với nước non. Đêm khuya thường là lúc con người ta bắt đầu suy tư đầy tâm trạng, và ở đây với Xuân Hương cũng vậy. Thời điểm rất hợp với những tâm sự chất chứa trong lòng bà. Trong cái không gian tĩnh lặng, chỉ còn có thể nghe thấy âm thanh tiếng trống canh từ xa vọng lại, con người trở nên nhỏ bé hơn và bắt đầu nghĩ suy. Hai từ hồng nhan là hình ảnh hoán dụ cho nhân vật trữ tình, kết hợp với tính từ chơ được đảo lên đầu câu thơ
như nhấn mạnh sự buồn tủi cô đơn đến bẽ bảng của Hồ Xuân Hương. Trước không gian rộng lớn bao la, cả một xã hội đầy rẫy những bất công, chỉ có nhân vật trữ tình một mình thật nhỏ bé, tủi hổ trước cuộc đời này. Đọc câu thơ, người đọc nhận thấy sự trống vắng, cô liêu trong cảnh vật và tâm trạng cô đơn, buồn tủi trong tâm hồn người thi sĩ. Tiếp sau sự cô đơn buồn tủi, nữ sĩ Hồ Xuân Hương mang một tâm trạng đau đớn đến xót xa khi mượn chén rượu để quên sầu. Chén rượu hương đưa say lại tình, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Nhà thơ cảm thấy đau đớn hơn khi nhìn vào thân phận và bi kịch cuộc đời mình. Bà tìm đến rượu để được say, nhưng thật đau lòng thay là càng uống lại càng say, say rồi lại tình. Mà khi đã tình thì nỗi đau về thân phận lại càng trở nên quặn thắt. Nhà thơ đưa tầm mắt ra xa để ngắm nhìn vầng trăng sáng, tìm kiếm một niềm vui nhỏ bé. Nhưng hỡi ôi, đó lại không phải là một vầng trăng tròn vành vạnh, viên mãn, mà lại là một vầng trăng khuyết chưa tròn. Nhìn lên vầng trăng khuyết, nhân vật trữ tình càng ý thức sâu sắc hơn về tình cảnh của mình. Bi kịch tình yêu không trọn vẹn như vầng trăng khuyết kia. Từ tâm trạng đau đớn, xót xa vô cùng, tâm trạng nhà thơ trở nên phẫn uất, muốn vùng lên đấu tranh để giành lấy tình yêu trọn vẹn. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Nhà thơ nhìn cảnh vật xung quanh chỉ thấy sự đấu tranh. Đó là từng đám rêu nhỏ bé xiên ngang mặt đất, là đá mấy hòn đâm toạc chân mây. Đến rêu và đá vô tri vô giác kia cũng trỗi dậy phản kháng. Rêu, đất, đá, mây là hình ảnh tả thực, nhưng cũng là hình ảnh ẩn dụ cho tâm trạng uất ức muốn bùng nổ đấu tranh của nhân vật trữ tình. Sự phản kháng mãnh liệt muốn đấu tranh như đang trỗi dậy trong tâm trí Hồ Xuân Hương. Tâm trạng nhà thơ ở đây là tâm trạng uất hận, muốn giành lấy tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn đã dâng lên cao trào đỉnh điểm. Sau tâm trạng cao trào muốn vùng lên đấu tranh, khát khao tình yêu thương hạnh phúc, nhân vật trữ tình lại quay về buồn với hiện thực phũ phàng, không lối thoát của tình duyên ngang trái. Ngắn nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Quay lại với nỗi chán trường trong lòng người thi sĩ, cụm từ xuân đi đối lập với xuân lại lại thể hiện một sự buồn chán và tẻ nhạt trong tâm trạng thi nhân. Nhà thơ buồn tủi trước hiện thực phải san sẻ một mảnh tình đã nhỏ bé rồi lại còn tí con. Đó là một tâm trạng bế tắc không lối thoát. Dù nhân vật trữ tình có muốn đứng lên đấu tranh, nhưng chỉ dừng lại trong suy nghĩ rồi lại quay về với nỗi buồn đau ấy mà thôi. Tự tình bài số 2 là một bài thơ đặc sắc thể hiện diễn biến tâm trạng rất dễ hiểu của nhân vật trữ tình Hồ Xuân Hương. Tâm trạng nhà thơ đi từ buồn tủi cô đơn đến đau đớn xót xa. Tột cùng đau đớn ấy là sự phản kháng muốn đứng lên đấu tranh cho khát vọng tình yêu. Nhưng rồi người thi sĩ lại đi vào bế tắc với thực tại buồn tủi bẽ bàng. Bài thơ tiêu biểu cho tâm trạng chung của những người phụ nữ trong xã hội cũ cùng tình cảnh éo le như thế, khơi gợi được sự đồng cảm của bao thế hệ bạn đọc. Hết bài làm 3. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.